Ngày 6 tháng 6, Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Álvarez thông báo rằng Tây Ban Nha đã đề nghị tham gia vào vụ kiện Israel đang đối diện về tội diệt chủng ở dải Gaza tại Tòa án Quốc tế ICJ. Qua thông báo này, Tây Ban Nha mong muốn hỗ trợ ICJ trong việc yêu cầu Israel dừng các hoạt động quân sự tại thành phố Rafah, phía nam Gaza. Chúng tôi đưa ra quyết định này do Israel vẫn tiếp tục hành động quân sự ở Gaza trong những ngày qua. Chúng tôi cũng rất quan ngại về sự mở rộng của cuộc xung đột trong khu vực. ICJ, cơ quan pháp lý cao nhất của Liên Hiệp Quốc, đã ra lệnh cho Israel dừng ngay cuộc tấn công quân sự ở Rafah sau khi Nam Phi khởi kiện Israel về tội diệt chủng. Israel đã đề nghị bác đơn kiện này, cho rằng các hoạt động quân sự của mình ở Gaza là tự vệ và nhằm vào nhóm Hamas. Tây Ban Nha cũng là một trong số các nước bao gồm Ireland và Na Uy gần đây đã chính thức công nhận nhà nước Palestine.